Xin được kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin nhanh 5 phút trên kênh thông tin Invest TV, tổng hợp những thông tin mới nhất về kinh tế, tài chính, bất động sản có trong ngày và trong 24 giờ qua đã có những thông tin nổi bật gì, mời quý vị cùng theo dõi. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hà Nội, thành phố đã mở cửa trở lại các khu di tích bắt đầu từ 0 giờ ngày 8 tháng 3. Từ ngày 12 tháng 3, mở cửa trở lại phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Từ ngày 13 tháng 3, mở cửa đón khách tham quan đến di tích Chùa Hương. Cách đây 3 năm khi có thông tin Cần Giờ được quy hoạch phát triển thành khu đô thị lấn biển, giá nhà đất nơi này đã bắt đầu tăng nóng, thiết lập mặt bằng giá mới. Nay, quy hoạch được chính thức phê duyệt, giá nhà đất chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Siêu dự án nghỉ dưỡng của tập đoàn Sun Group chuẩn bị khởi công vào quý 2. Từ ngày 10 tháng 3, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực. Theo đó, nếu cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ có thể bị phạt lên đến 10 triệu đồng. Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất có thể khởi công vào tháng 10 tới. Dự án do công ty cổ phần Trung Khởi làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 4.533,61 tỷ đồng được thực hiện tại xã Triệu Trạch, xã Triệu Sơn và xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong nằm trong khu công nghiệp đa ngành Triệu Sơn, Triệu Trạch thuộc khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị có quy mô là 528,97 ha. Một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào trưa ngày 10 tháng 3 tại một căn nhà trên phố Gầm Cầu, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngay sau khi phát hiện ra vụ cháy, người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ những người trong ngôi nhà xảy ra cháy và những người xung quanh đó ra khu vực an toàn. Từ ngày 10 tháng 3, sinh hai con một bề có thể được miễn giảm học phí, bảo hiểm y tế, sữa học đường. Khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn có diện tích hơn 280 ha, là nơi bố trí tái định cư cho toàn bộ người dân vùng dự án sân bay Long Thành. Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành, người dân vùng dự án sân bay Long Thành đã có thể xây dựng nhà mới tại khu vực này. Bộ Công Thương vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện rà soát, tổng hợp các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở các địa phương và trên cả nước. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam đề xuất nhanh chóng cổ phần hóa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán để các đơn vị này có năng lực quản trị ngang tầm với các nước trong khu vực. Android TV 10 là phiên bản mới nhất hiện nay dành cho các dòng Smart TV chạy Android được cập nhật cuối năm 2020. Nổi bật nhất là khả năng cải thiện hiệu năng và bảo mật, trong đó có iSlim Pro 50-55 là sản phẩm thương hiệu Việt đầu tiên ra mắt thị trường chạy hệ điều hành này. Khánh Hòa khai tử loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở. Việt Nam cần 33,4 tỷ đô la Mỹ cho phát triển lưới điện giai đoạn 2021-2030. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong nước, sau đây là những thông tin quốc tế, mời quý vị cùng theo dõi. Ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok và phiên bản dành riêng cho thị trường Trung Quốc của nó là Douyin đã trở thành ứng dụng không tính game được tải nhiều nhất toàn cầu trong tháng 2 với 56 triệu lượt. Kinh tế Nam Phi ghi nhận mức tăng trưởng âm lên tới 7% trong năm 2020 do những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Đây cũng là mức suy giảm kinh tế tồi tệ nhất của quốc gia phát triển nhất châu Phi này kể từ năm 1946. Dự kiến vào cuối tháng 3, Pháp sẽ đốn hạ 1.000 cây sồi hàng trăm năm tuổi để xây dựng lại phần mái vòm của nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn kinh hoàng từ tháng 4 năm 2019. Nếu như nhiều nơi trên thế giới, cáp treo thường là phương tiện phục vụ du lịch, thì tại Mexico, đây được coi là phương tiện vận tải công cộng đắc lực. Mexico City là thành phố mới nhất của nước này đưa hình thức vận tải cáp vào phục vụ người dân, kết nối với các vùng ngoại ô xa xôi và vùng nghèo khó. Singapore triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho lao động nhập cư. Đài ANI ngày 10 tháng 3 dẫn báo cáo của Quỹ nghiên cứu Observer cho rằng sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đang đẩy hệ sinh thái biển khu vực này đến bờ vực suy sụp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin nổi bật về kinh tế, tài chính, bất động sản có trong tuần. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email 30tapa.invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai.